Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 1. Mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy làm bài tập trong cuốn bài tập hàng ngày toán 1, tập 1, biên soạn theo chương trình sách giáo khoa cánh diều các em nhé. Ở video ngày hôm nay thầy trò mình sẽ tiếp tục với bài tập hàng ngày 10, chủ đề về lớn hơn, giàu lớn hơn, bé hơn, xấu bé hơn, bằng nhau và xấu bằng nhau. Ở video trước thì thầy trò mình đã làm xong tiết 1 rồi. Video này thầy trò mình sẽ tiếp tục đến với tiết 2, một lớn phần trắc nghiệm. Quan sát bức tranh và khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1 là điền dấu lớn hơn, bé hơn hay là dấu bằng. Ở đây chúng ta thấy rằng bên trái này chúng mình có 5 bông hoa 1, 2, 3, 4, 5. Ở bên phải này chúng ta có 4 bông hoa 1, 2, 3, 4. Chúng ta hãy xem là 5 với 4 thế nào nhỉ? 5 thì lớn hơn 4 rồi. Bởi vì sao? Chúng ta hiểu như thế này cho thầy nhé. 4 chúng ta phải đếm thêm 1 nữa. Đếm tiếp thì mới được 5 đúng không? 4 này, 5 đếm thêm 1 nữa. Như vậy 5 sẽ là nhiều hơn đấy. 5 nhiều hơn hay là 5 lớn hơn? 5 lớn hơn thì ta sẽ điền dấu lớn hơn đúng không? Dấu lớn hơn. Dấu lớn hơn thì cái đầu nhọn mình tưởng tượng là quay về phía bên phải. Ta chọn đáp án là A. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 2. Điền dấu lớn hơn, bé hơn hay dấu bằng? Ở bên trái này chúng mình đang có 1, 2, 3, 4, 5 con thỏ. Bên phải chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 củ cà rốt. 5 thì bé hơn 8 rồi. Bởi vì mình sẽ hiểu cho thầy đó là 5 phải đếm tiếp thì mới được 8 đúng không? 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. 5 phải đếm tiếp mới được 8. Như vậy 5 bé hơn 8 rồi. Ta điền dấu bé hơn, đầu nhọn quay về phía bên trái. Ta đọc là 5 bé hơn 8. Đáp án B. Câu trắc nghiệm 3. Điền số tích hợp này. 4 sẽ lớn hơn số mấy? Có đáp án A, B, C thì 4 không thể lớn hơn 6 được. 4 cũng không thể lớn hơn 7 được. Mà đây là 4 lớn hơn 3. Ta chọn đáp án B. Tiếp theo là câu trắc nghiệm 4. 7 bé hơn số nào? 7 không thể bé hơn 6. 7 cũng không thể bé hơn 4 được. Mà 7 bé hơn 10. Đáp án C. Tiếp đến là câu trắc nghiệm 5. Số lớn nhất trong các số này là số 7 đúng không các em? Đáp án là B. Câu trắc nghiệm 6. Số bé nhất ở trong các số này đó là đáp án B. Số 6 bé nhất ở trong các số là 9 này, 6, 8. Số 6 bé nhất. Chúng mình đã xong phần trắc nghiệm rồi các em ạ. Tiếp theo thầy cho mình chuyển sang hai lớn phần tự luận. Bài 1. Điền dấu lớn hơn, bé hơn hoặc là dấu bằng. Bên trái chúng mình có 8 củ màu đỏ đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bên phải chúng mình có 5 củ màu đỏ. 1, 2, 3, 4, 5. Ta thấy rằng là 8 lớn hơn 5 đấy các em ạ. Bởi vì mình hình dung là gì? 8 đếm lùi thì được 5 đúng không? 8 này, 7 này, 6, 5. Hoặc 5 phải đếm tiếp mới được 8 này. 5 rồi đến 6, rồi đến 7, rồi đến 8. Tức là 8 lớn hơn đấy. Ta điền dấu lớn hơn. Dấu lớn hơn thì đầu nhọn sẽ quay về phía bên phải kia mà. Ta đọc là 8 lớn hơn 5. Tiếp tục, 6 thì bằng 6 rồi. Ta điền dấu bằng. 1 thì sao nhỉ? 1. 1 phải đếm tiếp mới được 3. 1 nhé. 2, 3. 1 phải đếm tiếp mới được 3. Như vậy 1 bé hơn 3. Ta điền dấu bé hơn. Số bé hơn thì đầu nhọn sẽ quay về phía bên trái. Ta đọc là 1 bé hơn 3. Mình đã xong bài số 1 rồi các em ạ. Tiếp theo là sang bài 2. So sánh bài 2 khó hơn ở chỗ. Đó là chúng mình phải đi viết các con số tương ứng. Và sau đó mình sẽ điền dấu so sánh. Có thể là dấu lớn hơn, dấu bé hơn hoặc là dấu bằng nhé. Nào chúng ta cùng xem nào. Điền thứ nhất 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ta điền số 9 vào đây. Điền thứ hai nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng mình thấy rằng là 9 lớn hơn 6 rồi. Ta điền dấu lớn hơn. Đầu nhọn quay về phía bên phải. Ta đọc là 9 lớn hơn 6. Tiếp tục. Bức tranh ở giữa nhé. Ta điền các quả màu tím nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ta điền số 7 trước. Đĩa bên này nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cũng là số 7. Ta thấy rằng 7 bằng 7 rồi. Ta điền số bằng. Tiếp tục là các chiếc bánh nè. 1, 2, 3, 4, 5. Đĩa bánh này nè. 1, 2, 3. Chúng mình thấy rằng là 5 lớn hơn 3. Bởi vì sao? Bởi vì 5 đếm lùi thì được 3. Hoặc là 3 đếm tiếp mới được 5 đúng không? Đang là 3 nhé. 4 này, 5. 3 thì phải đếm tiếp mới được 5. Tức là 5 lớn hơn ấy. Ta điền dấu lớn hơn. Số lớn hơn thì đầu nhọn sẽ quay về bên phải các em nhé. Ta đọc là 5 lớn hơn 3. Tiếp theo. Đĩa thứ nhất có bao nhiêu quả cam nhỉ? 1, 2, 3, 4. Đĩa thứ hai cũng có 1, 2, 3, 4. Ta thấy 4 bằng 4 rồi. Ta điền dấu bằng. Tiếp tục. Ta đếm xem có bao nhiêu quả dâu tây ở đĩa này nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Theo đĩa này nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có 10 quả dấu tây ở đây. Viết chữ số 1, rồi sau đó viết chữ số 0 thì ta được số 10. Ta thấy rằng là 8 đúng không? 8 thì mình phải đếm tiếp mới được 10 này. 8 này, 9 này, 10.
8 phải đếm tiếp mới được 10, như vậy là 8 sẽ bé hơn. Dấu bé hơn đầu nhọn quay về phía bên trái, ta đọc là 8 bé hơn 10. Đĩa ở trên này có bao nhiêu quả na nè? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đĩa bên dưới nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ta thấy rằng là 7 lớn hơn 6 rồi, điền dấu lớn hơn, ta đọc là 7 lớn hơn 6. Chúng ta chuyển sang bài 3 nhé. Viết hai số đã cho vào đúng ô trống. Đây là dấu gì? À, đây là dấu bé. Ta thấy 5 bé hơn 10, ta điền số 5 ở bên trái, số 10 ở bên phải. Ta đọc là 5 bé hơn 10. Ta nhìn thấy dấu lớn hơn, giữa 5 và 7 ta thấy 7 lớn hơn. 7 viết ở bên trái, 5 viết bên phải. Ta đọc là 7 lớn hơn 5. Dấu bé hơn thì ta thấy 4 bé hơn 8 rồi, ta viết 4 bé hơn 8. Dấu lớn hơn ta thấy 6 lớn hơn 3 rồi. Như vậy mình đã xong bài 3. Tiếp theo thầy cho mình đến với bài 4. Điền dấu tích vào ô trống trước câu đúng. Chúng ta nhìn thấy ở trên bàn nhá, ở trên bàn này thì chúng ta xem rằng là có quả này và hoa trước bánh như thế nào nhá. Đếm số quả táo màu đỏ này, ta đếm nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8. À có 8. 8 quả màu đỏ, 8 quả táo. Và quả cam nào? 1 2 3 4 5. Có 5 quả. Như vậy ta thấy rằng là 8 đang nhiều hơn 5 đúng không? 8 lớn hơn 5 đấy em. Như vậy số quả táo sẽ nhiều hơn số quả cam. Đúng rồi, số tích. Tiếp theo, số bông hoa màu vàng với số bông hoa màu tím, ta đếm nhá. Đếm số bông hoa màu vàng trước với thầy nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Có 9 bông hoa màu vàng. Có bao nhiêu bông hoa màu tím, chúng ta cùng đếm với thầy nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có 7 bông hoa màu tím. Chúng mình thấy rằng là 9 lớn hơn 7 đấy các em ạ. Như vậy ở đây là số bông hoa màu vàng nói là ít hơn số bông hoa màu tím là không đúng, ta không điền dấu tích. Tiếp theo là số cái bánh. Ở đây là chúng ta nhìn thấy nha, chúng ta nhìn phân biệt cho thầy này, đều là bánh cả đúng không, nhưng ở đây là bánh có nhân màu đỏ này đúng không. Rồi cái bánh này không có màu đỏ trên thì ta sẽ đếm nhá. Ta đếm xem nào. 1, 2, 3, 4, 5 nào. Số bánh mà có nhân màu đỏ ở giữa nào. 1, 2, 3. 5 thì lớn 3, không thể bằng 3 được. Đúng không? Như vậy ta không thể điền dấu tích vào đây bởi vì nó không đúng. Như vậy là thầy cho mình đã làm xong bài 4 rồi. Kết thúc bài tập tiết 2 của bài tập hàng ngày 10 các em ạ. Thầy chúc các em học thật tốt nhé. Thế còn bây giờ, thầy thân ái và chào tạm biệt các em.